Mới đây, VNPT Technology đã giới thiệu thiết bị Wi-Fi Mesh 6 do chính các kỹ sư trong nước nghiên cứu và chế tạo. Các thiết bị Wi-Fi Mesh 6 có thể tạo thành một hệ sinh thái kết nối các thiết bị như TV, điện thoại thông minh, hệ thống quản lý tài khoản đám mây. Bên cạnh tốc độ băng thông lớn, các thiết bị này có khả năng đâm xuyên, chống nhiễu tốt, phù hợp với điều kiện Việt Nam, nơi vốn phổ biến các loại hình nhà tầng, nhà ống. Người dùng có thể kết nối tích hợp đồng thời nhiều thiết bị phát sóng để đáp ứng nhu cầu truy cập tại những nơi đông đúc như nhà ga, sân bay hay trung tâm thương mại.